Xin chào quý vị, đây là bảng thông số hình học của motor 15kW, 20 ngựa, 20 HP, tốc độ 1450 vòng một phút, có mã hàng là 160L. Với mã hàng 160L, xin mời quý vị hãy nhìn lên hình vẽ trên. Hình vẽ này bao gồm các mã từ 160 đến mã 355. Ở đây tâm lô đề ngang trục ký hiệu là A bằng 254mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tâm lô đề dọc trục ký hiệu là B bằng 254mm, chính là khoảng cách từ đây tới đây. Đường kính trục D bằng 42mm. Đường kính ngoài mặt bích ký hiệu là P bằng 350mm, chính là khoảng cách từ đây tới đây. Cứ tương tự như thế, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn. Ví dụ như ranh Gavec bằng 12, tổng chiều cao thân bằng 420mm, tổng chiều dài thân bằng 660mm. Xin cảm ơn.